Nào, cái nào? Mới nhận của khách con R7 Lite, à, R7S này bị mất sóng nha các bạn nha. Nhận hai sim đầy đủ nha. Đâu, hai sim đâu? Nhận hai sim đây, biểu tượng có biểu tượng của nhận hai sim và không có phạch sóng nào. Cái sim có hỏng không? Sim không hỏng, sim đã test rồi nha. Nếu như mình tháo sim ra sẽ báo ra biểu tượng không có sim này. Đây là không có sim này. Đóng vào này sẽ báo có sim bình thường này. Đây là hai sim. Đây một sim có một tí sóng này, sóng yếu này. Đây đây, sim một tí sóng này. Nhưng mà chưa chắc đã gọi không mà. Xem thử sim có không này. Là mới lỗi cả mình tiệm cận này này. Sim mấy, sim 1 hay sim mấy, sim 1? Cảm ơn đỡ thế nhỉ. Rồi giờ cảm ơn đỡ, con này thay màn tàu rồi. Rồi phải like là màn AMOLED nhé, con này là màn LCD. Rồi phải S này. Sọc, gọi sọc rồi này, sọc. Đây mất sóng rồi. Rớt rồi. Đây lỗi này, lỗi gì? Sao lại yếu sóng, yếu mất sóng này? Cái máy này theo như mình mở ra thì mình nhìn thấy như thế này. Anten nó mất. Đâu anten nó đi kiểu gì ạ? Đường anten đi từ xuống đây. Ở đây cái lỗ này đúng không? Lỗ này lỗ trên anten này. Không nhầm được, con mẹ cho tơ, ông thợ trước ông thay màn hình. Thay màn nguyên khung thì ông vứt cái vụ này đi đâu mất rồi, không lắp vào đây. Nhưng mà mình thì chẳng có vụ này phải chế thôi. Nghĩa là thay màn đúng không? Màn ăn cùng với khung à? À đây mượn cái anten của con khác cắm vào khéo lên sóng luôn này. Mượn con M1S này. Mọi người nhìn vào ông Dung này. Cột sóng ở đây này. Nghĩa là ở đây sẽ đi xuống đây. Đây một chấu sóng này, một chấu nữa ở đâu đây thì các bạn nhìn này. Đây một chấu này. Chấu này sẽ đi xuyên lên trên đây này. Đi qua cái tấm này bị rách rồi này, chạy qua đây này. Chạy vòng về bên này này và chạm cái chân này. Cái này để mà nhanh gọn thì mình sẽ câu thử một sợi từ đây xuống điểm này là được. Câu một sợi dây từ đây xuống đây. Từ bên trong nha, còn bên ngoài là mát, mát sẽ ở đây rồi. Sóng thì nó sóng kín, nó là mạch kín. Mình chỉ cần một sợi như thế là sẽ test được sóng ok hay không là biết ngay. Bởi vì hiện tại thì mình không có sẵn cái cụm này cả. Cụm này đi mua bây giờ không biết ở đâu có bán. Chắc phải chờ bóc xác từ một con máy khác ra thôi. Mình câu cho các anh em xem thử xem có ổn không nhá. Còn nó sẽ tiếp xúc tròn như thế này thì mình sẽ kiếm một cái miếng như thế này. Câu vào đây thì bắt ốc vào là đẹp này. Này lấy ở trong iPhone 5 thôi nha. Ăn tên Wi-Fi 5S ấy. Lấy cái điểm cái vòng tròn tròn này kết nối cho nó dễ. Không để dài ra, cả một mảng to vào. Không cần, không cần. Chỉ kết nối thôi, làm mảng làm gì nó vướng ra. Sẽ câu một sợi dây đồng thôi nha, không phải câu nhiều đâu. Test cho anh em sóng căng đét mà xem. Tí vẫn phải câu hai cái này lại với nhau này. Đang đứt đây này. Không biết ông nào làm ẩu thế. Bé hai sợi này này. Cạo làm từ gốc kia về. Do sắc sắc lên rồi này. Đứt cái bàn bên rồi. Thanh sắc sắc lại nhỏ. Có sóng lần. Cứ bay. Nó thẳng có cái chỗ đồng vùng quanh này sợ tì dập mất. Cái trò để xoay ốc nó bay cạo ra câu cho đẹp. Xoay ốc nó sẽ bay mất chứ. Ông nào làm bay mất dây phóng. Lắp vào thì xong yếu phải biết là thiếu cái gì anh nhỉ? Đây đéo kiểm tra hay sao? Không biết được, cái này khách đang lấy cho mình là sửa sóng. Chắc ngày trước khách tự tưởng là rơi vỡ mất sóng, không biết được. Chịu. Mình nhận mình mở ra thấy... Thế kể cả đi sửa về trong thấy không có sóng thì quay ra bảo là mất sóng kiểm tra lại trong đó chứ. Không biết họ nhặt ở đâu ra thì chịu. Cái này thì phải hỏi người dùng. Nó cứ keo vào. Em chỉ kéo gắn cái này vào đây cho nằm êm vào đây, tí nữa lại cửa. Lọ keo vào đây không? Keo... ai à? Tiếp anh nhìn đấy. Ai? Em chỉ kéo vào cho nằm.
nằm im ở đây. Dây vào này có sóng không hay là phải lắp vỏ nó sóng được biết. Lắp vỏ vào có sóng. Lắp vỏ bắt ốc chạm lên điểm này vòng sang kia có sóng. Không sẽ không bị có sóng. À lỗ khô quá. Cái này sắp lỗ khô lắm. Bắt tao ở đâu giữ con giữ cái anten này đi. Để bố em mình lại gắn bây giờ. Thì nó mình lại gắn. Không, giữ tạo một ốc ở đấy đi đã. Cậu vào đúng chân giữa nha anh em nha. Chân giữa mới được, chân giữa là chân... ấy à? Chân giữa là chân cần thiết, chân ngoài là chân mát. Đây nó có hai chân này. Một, hai này, ba chân là chân chính ở giữa này. Chân này sẽ thông sang điểm này hoặc điểm bên này nha. Nhìn đây là thông điểm này này. Không phải thông đây đâu, không mà em đo thử mà xem. Đây sẽ là mát. Ở bên dùng được không, nhiều anh em câu sai ở đấy, gặp nhiều rồi. Câu sai đấy không được đâu. Để người kiểu khám mà đo rõ nhanh nhất này. Ngoài là mát này, giữa không phải mát này, giữa này, góc này là mát, chân này là mát này. Đấy, nhưng chân bên này không phải mát này. Đấy. Ừ. Anh em một câu bên này để công cốc này, câu bên này mới chuẩn này. Anh em bảo tại sao cứ câu mà không đi có sóng. Một sóng đứt là chuyện bình thường. Đây hồi đứt là bị vứt bỏ. Đây là cũng là đem về để... làm anten TV sao ấy. Hiện tại khách phủ sóng cá nước này chứ. Anh em cậu khéo nha, chạm lên trên là chết dở đấy nha. Sao, hai anh em chạm qua nhau làm sao? Không có giá trị, không có sóng luôn. Dẫn luôn xuống vân, dẫn xuống dưới là gì? Không được. Đi tắt luôn rồi nè. Thành ra đi tắt không có sóng. Nghe tại nhiệt tốt thế nhỉ. Tí cái nguội luôn, ghê thật. Nghe tại nhiệt tốt thật. Để vật lượng cái dây này cho bạn làm đẹp đẹp tí vào đây. Dưới gầm cái gì dây này nhỏ lắm, đi đâu cũng được mà. Luôn xuống dưới gầm đi, không tiếc. Thế rồi dưới gầm của pin đi. Mấy cái câu này có sóng luôn đấy chứ. Cậu thử cái dây mà xem sóng lên cho. Đây đồng bạch nào. Này đồng bạch dính. Ồ trời, càng đét luôn này các bạn. Vứt lên đi, cầm cái gì. Cậu càng xém luôn thật. Chưa cần lấy mà đã căng đét sóng rồi này. Trời ạ. Trời, một cọng dây đồng thần thánh. Rút rứt ra xem mất cả. Cọng dây đồng thần thánh. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel. Để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1. Cọng dây đồng thần thánh nghe mày. Cọng dây đồng ra được nhiều tiền phết đấy. Tình mẹ được nhiều tiền ra phết đấy. Bấm phím 3. Để báo mất máy, bấm phím 4. Trên này thì cần đếch gì nữa, đóng máy là xong. Mình kỹ quá, mình kỹ tính quá. Chắc xuống đâu mình xếp xuống đây ăn ở đây này. Chạm ra vỏ cũng nên. Chắc ok kìa, ok xếp luôn ra vỏ. Để xếp, chạm lên vỏ. Không đâu bây giờ xem xong yếu ngay. Thử xem nào. Xong nào ra vỏ không, biết ngay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel. Để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1.
Để kiểm tra tài khoản, bấm phím 2. Tính luôn rồi. Để thay đổi ngôn ngữ, bấm phím 3. Vẫn khỏe lắm. Để báo mất máy, bấm phím 4. Kéo gần khô rồi, khỏe lắm. Rất thử xem là hết mất sau. Bỏ đi sau này ra nha. Từ từ quay lại xem nào, quay lại cái đoạn trước xong. Cảm ơn quý khách. Càng đen nè, hai vạch càng đen nè. Rồi, hai cột xem nào. Rất luôn không? Tịt luôn thật, nhanh đấy nhỉ? Sao bỏ cái im luôn này? Im luôn thật đấy. Đang gọi giờ sao im luôn này? Làm gì lại yêu như thế nhỉ? Im luôn, đứt sóng là im luôn, đùa. Treo máy. Đừng đừng đầu kia gửi về sao thế? Gọi lại chứ không xem được khỉ nữa. Tụt dần. Đâu tụt dần đâu? Tụt một cọc cái đấy. Báo ảo đấy thôi, nhưng mà bây giờ gọi được khỉ nữa. Không gọi được luôn. Bị treo xử lý, tắt đi và mở lại màn hình rồi xem. Nó mất sóng. Chả thấy tự tụt thì sao chứ? Không, bây giờ tắt màn hình mở lại là kiểu gì sẽ mất sóng. Không gọi nữa luôn. Tụt đây, tụt dần rồi đây. Một con tịt rồi. Thế cả bây giờ mà. Sáu này một lúc được. Phải giết cái dây ra thôi mà. Đây câu thần thánh. Về ít luôn này rồi. Đó là thế. Ít luôn rồi các bạn. Câu lại xem nào, nó được ngay. Một mối hàn, một sợi dây đồng. Đó là một kỳ tích. Nếu cứ thiếu cái dây đồng mà lại mất sóng, hay phết. Đều nha. Đang không có sóng nha, em chờ tí xem lên không nào. Lên rồi này. Lên luôn này. Một xin mã lên này. Xin cứ chưa lên à? Chậm thế à? Ôi, lên rồi. Lên khai sim rồi. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel. Trời, dây đồng thần thánh. Đúng rồi, đúng tội, đúng bệnh nhỉ. Dây đồng thần thánh nha các bạn. Cho anh em xem máy gốc của nó này. Em bé này phải xuất lại, mới tìm thấy cái máy gốc của nó này. Yeah, hơi mờ để anh có nhìn thấy không? Nhìn thấy cụm mỹ bắt đầu. Còn một cụm mỹ bắt đầu. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel. Để cụm tiền, vui lòng tăng sáng màn này lên nào. Để kiểm tra tài khoản, nó chỉ lên là thế thôi. Bấm phím 2. Tắt bóng điện đi sao? Bấm phím 3. Đó. Để báo mất máy. Bấm phím 4. Con này cụm này là gì đấy nhờ? Phải xuất lại ra là hình ảnh của nó chính xác. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel. Xong rồi. Để nạp tiền, nhiều khi chỉ đơn giản vậy đó. Để kiểm tra tài khoản, nhưng phải biết đúng bệnh. Okay. Khỏe lắm, phải được. Nói chung là xử lý lỗi mất sóng là xong, xong nhé. Tạm thời như thế. Có một sợi dây câu thần thánh này, anh em thích. Con này là lỗi mất anten. Đấy. Có thay hơn thì ngon, nhưng không có thì chế tạo như này, dùng cũng ổn. Còn những bạn này nhiều lúc không phải là sẵn có hết.